Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tụ bóng đá vào buổi sáng trưa ngày hôm nay, ngày 12 tháng 7. Vừa qua thì chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều những thông tin liên quan đến giải U19 Đông Nam Á và đặc biệt đó là những quyết định đến từ phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia. Bởi mới đây thì Liên đoàn bóng đá của Indonesia đã ra một yêu cầu, đó là AFF sẽ phải điều tra tới cùng trận đấu vừa qua giữa đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Thái Lan. Cụ thể thì đó là Liên đoàn bóng đá của Indonesia đã có một công văn chính thức gửi AFF và yêu cầu là phải điều tra nghi vấn việc là có dàn xếp tỷ số ở trong trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam gặp đội tuyển U19 Thái Lan hay không. Và tối ngày hôm qua ngày 11 tháng 7 theo giờ của Indonesia thì Liên đoàn bóng đá của nước này đã gửi một văn bản chính thức đến phía Liên đoàn bóng đá của châu Á AFF yêu cầu ban tổ chức là phải điều tra trận đấu vừa qua. Ở trận đấu hạ màn ở giải bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022, phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia có nêu một quan điểm như thế này: chúng tôi hiểu rằng là U19 Indonesia không thể góp mặt tại bán kết do quy định của giải đấu. Chúng tôi cũng hiểu rằng để đi tiếp thì U19 Indonesia phải dựa vào khả năng của chính bản thân mình thay vì phụ thuộc vào các đội bóng khác. Tuy nhiên thì Liên đoàn bóng đá của Indonesia cho rằng là trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, các cầu thủ đã thi đấu rất thiếu fair play. Bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều là những nền bóng đá lớn ở trong khu vực. Họ làm vậy có phù hợp không? Chúng tôi không cáo buộc mà chúng tôi chỉ đặt ra câu hỏi thôi. Và trong cuộc họp vào buổi chiều ngày hôm qua với các quan chức của bóng đá Indonesia thì ông chủ tịch của Liên đoàn bóng đá nước này, đó là ông Irawan, khẳng định rằng không có vấn đề gì với các quy định của giải đấu cả. Và ông này còn nói rằng là chắc chắn là các bản sao với những chứng cứ đã được gửi đến AFC và FIFA. Vì vậy mà FIFA cũng sẽ biết đến sự việc này. Chúng tôi sẽ gọi điện cho tổng thư ký của AFF và tôi muốn AFF phải phản hồi bức thư này. Và người đứng đầu của Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng khẳng định luôn là ông rất tự tin là sẽ được AFF và AFC sẽ giải quyết vụ việc, bởi ông nói rằng là chúng tôi có mối quan hệ rất tốt đối với họ và chắc chắn bức thư của chúng tôi sẽ được chú ý. Và không chỉ tin vào thành công khi mà gửi thư lên các cơ quan quản lý cấp cao của thế giới bóng đá, ông Irawan còn dọa Thái Lan và Việt Nam rằng: tôi đã yêu cầu AFF trả lời về thế nào là fair play. Câu trả lời là tùy thuộc vào AFF. Nếu fair play mà theo cái cách của Thái Lan và Việt Nam đã thể hiện thì sau này chúng tôi cũng sẽ chơi như vậy thôi. Đó là những gì mà cù nhầy cay cú còn được có lẽ đạp đổ của ông Irawan phía Indonesia. Nó giống như một trò trẻ con vậy. Giống như kiểu là khi mà trẻ con trước đây chơi với nhau rồi có những xích mích thì sau này thôi mình cũng như thế. Không đẹp thì mình cũng chơi không đẹp luôn. Thế nhưng có một thông tin phản hồi có thể nói rằng là quá đau đớn dành cho phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia. Đó là những thông tin chúng tôi nhận được tới từ phản hồi của AFF và họ cho rằng những chứng cứ vừa qua chưa đủ để cho rằng là U19 Indonesia, để cho rằng là đội tuyển U19 Việt Nam và Thái Lan đã có gian lận trong trận đấu vừa qua. Vì thế sẽ không có bất cứ một hình phạt nào dành cho cả hai đội cả và không có chuyện là thay đổi kết quả của trận đấu vừa qua. Và đây chắc chắn sẽ là một thông tin mà khiến cho ông Irawan sẽ cảm thấy tức điên. Và ngay sau đó thì ông này còn nói rằng là sẽ sẵn sàng tiếp tục kiện lên AFC và FIFA nếu như AFF không giải quyết. Thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng là câu chuyện có lẽ rằng cũng chỉ lên dừng lại tại đây thôi. Indonesia có vẻ như là đang đi quá xa ở cái câu chuyện này rồi. Thực tế mà nói thì trong trận đấu vừa qua giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, đương nhiên với cá nhân chúng tôi cũng thế thôi, trong khoảng 10 phút cuối, nếu mà đánh giá thực sự về những con mắt tới từ các cổ động viên của Indonesia thì thực sự đó là chưa fair play. Đương nhiên rồi, khi mà cả hai đội chỉ đá qua đá lại, còn đặc biệt đó là Thái Lan thì họ liên tục làm sân. Và chúng ta U19 Việt Nam chúng ta chơi đẹp thôi, khi mà đối thủ nằm sân đau đớn như vậy thì đương nhiên là chúng ta làm sao có thể đá tiếp được, phải dừng trận đấu thôi. Quý bạn cũng đều thấy rồi, Thái Lan họ làm sân không dưới đến 5 đến 10 tình huống thì đó là cái câu chuyện rất bình thường. Và thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng chẳng có bất cứ một cái gọi là cái chứng cứ nào đủ thuyết phục để cho rằng là vừa qua U19 Việt Nam và Thái Lan có gian lận cả. Có chăng thì thực tế là có một chút gì đó hơi thiếu fair play thôi. Còn thưa quý vị và bạn, là để mà nói rằng là trong cái tình huống như vậy thì Indonesia họ có chơi như vậy không? Cái chính cái ông chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia ông có nói luôn là sau này rồi Indo cũng chơi như vậy luôn, nếu mà thích không chơi đẹp. Đấy thì là cái điều mà họ hiện nay trong suy nghĩ của họ đã có như vậy rồi. Còn thực tế là đẹp hay không thì không nói, nhưng thực tế là phải có những cái toàn tính, có những sự thực dụng, mà chúng tôi cũng nói rồi, chúng ta cần có những sự thực dụng. Thái Lan và Việt Nam thì cũng có những sự thực dụng, còn như tôi đã nói, Indo thậm chí họ còn thực dụng hơn nhiều.
bởi với hai trận đấu cố gắng thủ hòa vừa qua, và hãy nhìn lại cái trận đấu mà họ gặp đội tuyển Việt Nam chúng ta tại AFF Cup khi mà cố gắng chặt chém những đôi chân của những cầu thủ Việt Nam để kiếm một trận hòa với tỷ số không đều. Thế thì hãy nhìn lại xem những câu chuyện vừa qua của Việt Nam và Thái Lan thì tôi nghĩ rằng nó cũng như vậy thôi, nó chẳng có khác gì cả. Và tôi nghĩ rằng nó khi nó còn nhẹ nhàng hơn so với việc là cố gắng làm chấn thương đối thủ để mà có được một điểm, có được trận hòa để tiến tới vào vòng bán kết để tránh gặp đội tuyển Thái Lan. Thì tôi nghĩ rằng là với cái này có lẽ giống như là một cái món quà mà Thái Lan cũng như Việt Nam muốn dành tặng lại cho Indonesia vậy, với những gì mà họ đã từng làm với đúng cái cách như thế này, với những toàn tính, với sự thực dụng. Nhưng sự thực dụng đó nó là con dao hai lưỡi và khiến cho Indonesia sẽ phải trả giá, và thực sự hiện nay họ đã phải trả giá bằng việc là phải ngồi ở nhà, ở đây thì không phải về nước nữa rồi, họ là chủ nhà cho nên họ phải quay về nhà, gọi là quay về nhà, đi bộ về nhà để xem tivi trận đấu sắp tới có thể chung kết sẽ là giữa đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Thái Lan. Còn cái chuyện mà ông Irawan mong muốn rằng là kiện lên cả FIFA thì tôi nghĩ rằng có lẽ rằng là cái câu chuyện này thực sự đi quá xa, và Indonesia có lẽ nên dừng lại tại đây thôi, bởi cố gắng càng làm to chuyện thì càng khiến cho họ càng thấy xấu hổ thôi. Bởi thực tế như tôi đã nói thì những cái quyết định này của phía Liên đoàn bóng đá Indonesia nó giống như là chữa cháy vậy, bởi họ mong muốn rằng tìm ra một cái cớ để làm sao mà lấy đó là cái lý do để khiến cho Indonesia thất bại thôi. Còn đương nhiên thì có lẽ rằng họ cũng không cần quá chứng minh nhiều, với những gì họ đã làm thì các cổ động viên của Indonesia hiện nay mặc dù họ cũng đã rất là buồn rồi, thế nhưng họ vẫn có sự ghi nhận rằng là bóng đá Indonesia đã phát triển, đã có những sự tiến bộ. Họ hòa cả Việt Nam và Thái Lan, họ có được cái hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, có điểm số bằng cả Thái Lan và Việt Nam. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cũng không nên phải quá cố đấm ăn xôi để chứng minh cái điều gì cả. Bởi thực tế thì Indonesia họ cũng đã chứng minh được họ là đội bóng mạnh rồi và hoàn toàn có tương lai ở trong những giải đấu sắp tới thôi. Đó là những nhận định của chúng tôi. Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào về thông tin mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị và bạn thì hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tuần này nhé. Còn thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị và bạn cũng liên quan đến câu chuyện này. Đó là một cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Indonesia có một câu chia sẻ khiến cho Indonesia càng cay cú hơn. Đó là Indonesia hãy lên chấp nhận đi, đừng cay cú nữa. Cụ thể đó là ông Husani, người từng dẫn dắt đội tuyển U19 Indonesia vào hồi năm 2019, đã gửi một thông điệp và cho rằng là những cầu thủ của Indonesia cũng như là người hâm mộ tại quốc gia này nên chấp nhận sự thật và coi việc bị loại đau đớn trước Thái Lan và Việt Nam là một bài học xương máu cho tương lai của bóng đá nước này. Sau rất nhiều những cáo buộc rồi là cố gắng tìm kiếm ra những bằng chứng để điều tra hai đội Việt Nam và Thái Lan, thế nhưng có lẽ rằng cũng chỉ là bất thành thôi, thì mới đây cựu danh thủ của đội tuyển Indonesia và cũng là một huấn luyện viên có rất nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ của quốc gia này thì tất cả cũng có một cái nhìn rất nhẹ nhàng và coi đây là một bài học cho đội bóng xứ sở bán đảo hơn là cố gắng cay cú. Ông này có lưu một ý kiến như thế này: bài học quý giá ở giải đấu năm nay phải thắng tất cả các trận đấu để số phận của đội mình không bị các đội bóng khác định đoạt. Cảm ơn các cầu thủ đã nhiệt tình, làm việc chăm chỉ và đã phấn đấu hết mình. Không cần phải buồn bã hay cục bực gì cả, hãy đối mặt với kết quả này một cách nhẹ nhàng nhất, bởi vì bóng đá dành cho những chiến binh quả cảm và rất chân chính. Bên cạnh đó thì một số tờ báo thể thao của Indonesia cũng đã đi ngược dư luận, coi Việt Nam và Thái Lan đi tiếp là một điều bình thường, và Indonesia bị loại thì cũng là vì bài học đội bóng này đã không chuẩn bị kỹ cho giải thôi. Tờ Indosport còn phản biện lại ông Shin Tae-yong và cho rằng ông này đã quá lời khi mà cay cú nói về cái luật thi đấu ở giải đấu năm nay, và tờ này có dẫn chứng rằng đúng là World Cup và Euro đã sử dụng điều luật hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên cách áp dụng thành tích đối đầu để phân hạng vẫn đầy rẫy ở các giải đấu. Tại vòng loại Asian Cup 2023, quy tắc đối đầu được xác định trong việc tính toán thứ hạng. Và tại La Liga thì cách áp dụng này vẫn được dùng. Thậm chí nhiều năm trước thì Serie A cũng áp dụng cách tính này rồi. Và cũng chỉ từ bỏ ở giải năm nay thôi, 2022-2023. Và chưa tính các giải đấu hàng đầu tại UEFA Champions League, Europa League thì cũng sử dụng những quy tắc đối đầu như thế này. Vì vậy không có chuyện là ông Shin Tae-yong đang cố tình đẩy cái áp lực lên phía ban tổ chức khi mà cho rằng là giải đấu này đang tổ chức và đưa ra một cái điều luật không hợp lý. Vì vậy mà như tôi đã nói, Indonesia hiện nay có lẽ rằng vẫn đang cố đấm ăn xôi. Người trong cuộc của họ, những tờ báo rồi là những huấn luyện viên trưởng, cựu huấn luyện trưởng của đội bóng này
đều cho rằng là Indonesia phải chấp nhận một đường cay cú nữa. Vì vậy mà có lẽ rằng chính bản thân của tôi thì cũng muốn đưa ra một lời khuyên dành cho ông Shin Tae-yong và phía liên đoàn bóng đá của Indonesia. Thôi, hãy dừng lại đi và chấp nhận thua cuộc. Còn với ông Shin Tae-yong thì có lẽ rằng ông này cũng là một người mà cũng rất hay đổ lỗi sau khi có những thất bại. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái điều không tốt, không đẹp và ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của các huấn luyện viên, đặc biệt là người Hàn Quốc. Ở đây có cả chính một Park Seo nữa. Hãy đẹp giống như thầy Park thì có lẽ rằng là bóng đá Indonesia sẽ có những sự tiến bộ thôi. Còn tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tiểu Bóng Đá.